Chào các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn nhỏ đã đến với kênh Kể Chuyện Cho Bé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện Con Lừa Khôn Ngoan. Xin mời các bạn nhỏ hãy cùng lắng nghe nha. Con lừa khôn ngoan. Lừa đang ăn cỏ trên đồng, bỗng thấy một con cáo mon men lại gần để vô mình, liền làm bộ bị đau chân. Cáo tiến đến, vờ tỏ vẻ quan tâm, hỏi lừa vì sao lại bị như vậy. Lừa trả lời là mình đã nhảy qua hàng rào, đạp phải gai nhọn. Lừa nhờ cáo nhổ ra rùm, nếu không thì khi ăn thịt lừa, cáo sẽ bị hóc gai. Cáo gật gù cho là phải. Khi cáo đang loay hoay tìm cách nhổ gai, thì lừa bất ngờ co chân, đạp mạnh vào mặt cáo rồi chạy vụt đi. Còn cáo thì nằm ra bất tỉnh vì cú đá trời giáng. Qua câu chuyện trên, chúng ta đã rút ra được bài học. Lừa nhanh trí đã nhận ra ý đồ ham hiểm của cáo và bình tĩnh đáp trả để tránh được sự nguy hiểm. Câu chuyện nhỏ giúp chúng ta thấy được giá trị của trí thông minh đấy các bạn nhỏ ạ. Các bạn nhỏ ơi, vậy là câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh để theo dõi các câu chuyện lần sau nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.